Chào cả nhà. Hôm nay Hương sẽ cho cả nhà biết thêm cái tình hình ngày thứ hai của phía Bắc Cali bị cháy rừng như thế nào ha. Thì Hương tưởng đâu là trời còn tối nhưng mà không phải đâu. Bây giờ là 10 giờ sáng rồi. Hương đang ngủ và Hương thấy Hương thức dậy và Hương thấy trời tối thì Hương nghĩ là nó chưa tới giờ, nhưng Hương khi Hương nhìn đồng hồ á thì Hương ra ngoài sau bát gia của Hương á thì Hương thấy là trời nó rất là lạ. Ngày hôm qua đó thì còn thấy được cái mặt trời nó đỏ cam, và ngày hôm nay á thì do cháy rừng nên nó che phủ kín hết, và bây giờ là mặt trời không còn thấy nữa và chỉ có một bầu trời nó màu cam cam. Và nó màu cam mà giống như cái tấm kiếng mà mình để làm đèn lồng đèn trung thu á, giấy kiếng á, hoặc là mình làm gói bánh á. Hoặc là mình đeo cái mắt kính mát mà nó có màu nâu nâu cam cam vậy đó. Cái bầu trời nó là như vậy, nó rất là lạ. Thì đây là ngày thứ hai mà cái hiện tượng này nó xảy ra. Thì bây giờ thì Hương sẽ đi bộ ra ngoài phía trước, và Hương sẽ đi bộ ra biển để xem thử coi như thế nào của ngày hôm nay. Thì cả nhà mình theo dõi nha. Thật sự ra thì cái này không phải là nhật thực nguyệt thực, nhưng mà là do là cháy rừng nhiều quá, đâm ra rằng là nó bị ô nhiễm không khí và khói bụi nó bao trùm hết, làm che kín hết cả cái bầu trời đó, làm cho cái ánh sáng của mặt trời nó không xuống được, nó che lại rồi, cho nên là nó tạo ra cái hiện tượng là một cái màu cam như vậy. Thì bây giờ cả nhà mình hãy cùng Hương theo dõi về cái những cái sự việc xảy ra của ngày thứ hai ở Cali này ha. Cả nhà mình cùng đi với Hương ra biển nha. Đây, bầu trời 9 9 10 giờ sáng mà nó giống như là buổi chiều vậy đó. Cả nhà thấy không? Cái màu nó rất là lạ. Hoa không còn là màu đỏ nữa nha cả nhà. Bầu trời nó chuyển màu cam, thành thử ra cái hoa bây giờ nó có màu mờ mờ vậy đó. Đây là lần đầu tiên ở trong cuộc đời của Hương mà Hương thấy rằng là 2 ngày rồi mà cái bầu trời nó không có sáng nha cả nhà, nó chỉ tối tối như vậy thôi. Cái này á, là người ta nói là nhật thực nguyệt thực nhưng mà nó không phải. Đây là do cháy rừng ở Cali cho nên là nó mới chuyển sang những cái màu của cái bầu trời như vậy. Bây giờ Hương sẽ đi ra ngoài ngoài đi bộ ra ngoài biển nha cả nhà. Để Hương coi ngoài biển nó có cái gì không. Đây Hương bắt đầu đi bộ ra ngoài biển đây. Đó, gần 10 giờ sáng rồi nhưng mà nó tối thui à. Và không khí nó rất là nghe mùi mùi khói. Đây cả nhà, sáng nay là cả một bầu trời không có ánh sáng. Nó rất là lạ. Cả một bầu trời luôn không có ánh sáng mà giờ này á, là cũng là giờ này cũng là 10 giờ sáng rồi mà bầu trời không có một chút ánh sáng gì hết nha cả nhà. Nó tối thui luôn. Đó. Mờ căm. Hơi sợ thiệt. Đây thường thường 10 giờ sáng là nắng chói chang luôn, nếu mà nói về mùa đông á, thì cũng có nắng nữa, mà cái này là cả nhà thấy không, nó tối thui à, thấy sợ lắm, không biết chuyện gì nó xảy ra luôn á.
nghe tiếng máy bay bay mà không thấy chiếc máy bay đâu luôn. Máy bay bay cực thấp luôn mà cũng không thấy luôn. Đây bây giờ Hương tiến ra ngoài biển luôn. Không thấy nước biển luôn nha cả nhà. Nghe tiếng sóng biển nhưng mà mình chưa có thấy nước biển. Rồi bây giờ mình tiến ra đây. Rồi đây. Tới biển rồi nha cả nhà. Đây. Nước biển rất là trong, rất là êm. À, không có tiếng sóng nhiều, nước biển rất là trong nha cả nhà, nhưng mà hoàn toàn mình không thấy được là bởi vì cái bầu trời nó quá cam. Thường thường bên kia là mình thấy những cái tòa nhà của San Francisco, nhưng mà giờ này hoàn toàn mình không thấy gì hết. Cả một cái bầu trời nó rất là lạ. Đó. Thì Hương chỉ quay được chút xíu như vậy thôi để cho cả nhà mình biết là ở Cali bây giờ là ngày hôm qua và ngày hôm nay nó bị ảnh hưởng về cái cháy rừng quá mạnh. Cho nên là không khí ô nhiễm hết rồi, mấy cái khói bụi, rồi mấy cái tro khói bụi nó quá nhiều, thành thử ra là nó bao phủ hết nguyên một cả cái bầu trời không khí này luôn, và nó che hết cái ánh nắng ánh sáng của mặt trời và làm không thấy mặt trời nữa, nó giống như là ban đêm vậy đó. Và khi mà Hương không có đeo khẩu trang á, thì cái cuống họng của Hương nó rất là khó chịu, là bởi vì khói á. Ok, Hương quay cho cả nhà mình xem cái buổi sáng thứ hai của phía Bắc Cali như thế này ha. Thì ngày hôm qua là Hương có quay cảnh mặt trời, Hương còn thấy được mặt trời đỏ màu cam. Còn hôm nay á, là hoàn toàn cả một bầu trời không có ánh sáng mặt trời. Và nó chỉ là tối âm u như vậy thôi. Mà nó màu đỏ đỏ cam cam, nó giống như là cái giấy kiến mà mình gói bánh kẹo ở Việt Nam, hay là cái miếng giấy kiến mà màu màu cam cam đỏ đỏ mà mình hay làm những cái lồng đèn trung thu á. Đó, thì cái bầu trời nó giống như vậy đó. Tại vì mình quay ở trong cái camera thì nó không thấy rõ, nhưng mà cặp mắt đời thường của mình nhìn á, cái bầu trời nó rất là lạ. Thì bây giờ Hương đã về được tới nhà lại rồi. Đó cả nhà, nãy giờ Hương đã đi quay sơ sơ cho cả nhà ngày thứ hai ha, bị ảnh hưởng cháy rừng như thế nào. Ngày hôm qua thì mặt trời vẫn còn sáng đỏ cam, và ngày hôm nay thì hoàn toàn không thấy mặt trời luôn. Thì cả cái vùng California này, phía Bắc nha, Hương nghĩ là phía Bắc nó sẽ bị nặng nhất. Ở phía Nam thì có thể rằng là có hoặc là không thì Hương không có rõ lắm, thì chút xíu nữa Hương sẽ gọi hỏi điện thoại bạn bè Hương ở dưới phía Nam Cali có bị ảnh hưởng như vậy không. Nhưng mà ở phía Bắc Cali á, thì tất cả thành phố đều bị ảnh hưởng như vậy hết. Trời rất là tối ngày hôm nay, thì tất cả người dân ở phía Bắc Cali này có thể là sống trong một cái không khí ô nhiễm về khói bụi, và sống không có ánh sáng mặt trời của ngày hôm nay. Hả? Chắc Hương nghĩ là cả ngày nó sẽ tối như vậy, và có thể là nó sẽ tối hơn nữa buổi chiều. Đó, thì cái cảm giác này á, nó giống như là mắt của mình đeo mắt kính mà nó có màu nâu nâu cam cam vậy đó. Đó, thường thường giờ này 10 giờ là nắng chói chang luôn. Cái hoa giấy nó nở đỏ rực luôn, mình không dám nhìn cái hoa giấy tại vì nó đỏ quá, nó chói vô con mắt của mình vậy đó. Nhưng mà ngày hôm nay 10 giờ nè cả nhà, thấy không, nó tối thui à, nó rất là lạ.
và tất cả mọi người đều đổ dồn ra ngoài biển rất là cũng là nhiều hơn mọi lần buổi sáng đó, tại vì ai cũng thấy lạ hết. Hôm nay mấy cái hoa của Hương, nhà Hương là khỏi nhìn ra được cái đẹp của hoa luôn. Tại vì nó âm u quá, không thấy được hoa như thế nào luôn. Ok, Hương quay tới đây thôi ha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video cái ngày thứ hai bị ảnh hưởng về cháy rừng của phía Bắc Cali ha. Thì chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ và an lành. Bye bye, tạm biệt cả nhà nha.